Cô Hồng xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ học ngày hôm nay. Các con có biết sắp đến mùa gì rồi không? Các con ạ, sắp đến mùa hè rồi đấy. Và giờ học ngày hôm nay, cô và chúng mình cùng nhau trò chuyện và tìm hiểu về mùa hè nhé. Và trước khi bước vào bài học, cô mời chúng mình cùng cô hát và vận động theo bài hát Mùa hè đến. Bài hát Mùa hè đến có nhắc tới mùa nào trong năm? Có 3 đáp án để chúng mình lựa chọn. Đáp án thứ nhất, đáp án màu xanh, mùa xuân. Đáp án thứ hai, màu đỏ, mùa hè. Và đáp án thứ ba, màu vàng, mùa đông. Theo các con thì là mùa nào? À đúng rồi, đó chính là mùa hè. Một tràng pháo tay thật giòn dành tặng các con. Mùa hè, các con thấy thời tiết như thế nào? À đúng rồi, mùa hè, thời tiết rất nóng và oi bức đấy. Đây là bức tranh nói về bầu trời của mùa hè đấy các con ạ. Mùa hè, ông mặt trời tỏa nắng chói chang. Bầu trời thì màu xanh, mây trắng và thời tiết rất là oi bức các con ạ. Vào thời tiết mùa hè, khi ra ngoài chơi thì các con cần phải làm gì? À đúng rồi đấy, khi ra ngoài chơi vào mùa hè, các con phải nhớ đội mũ giống các bạn đi trong bức tranh này nhé. Ngoài ra, các con có thể mặc áo chống nắng, đội mũ hoặc che ô, đeo khẩu trang để bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh của mùa hè, các con nhớ nhé. Mùa hè, ngoài thời tiết nóng oi bức ra, đôi khi còn xuất hiện những cơn mưa rào và kèm theo sấm chớp với các con ạ. Khi ra ngoài và trời mưa, thì các con cần phải mặc trang phục như thế nào? À đúng rồi, khi ra ngoài và trời mưa, thì các con nhớ mặc quần áo mưa, đi ủng và che ô nhé, để bảo vệ cho cơ thể của chúng mình không bị ướt đấy các con ạ. Vào ban ngày, sau những cơn mưa thì chúng mình thường thấy xuất hiện hiện tượng tự nhiên nào? À đúng rồi đấy, sau những cơn mưa chúng mình thường thấy xuất hiện cầu vồng. Các con thấy cầu vồng có đẹp không nào? Các con ạ, thời tiết của mùa hè thật nắng nóng và oi bức phải không nào?
khi trời nắng, lúc lại trời mưa rất to, kèm theo sấm chớp đấy các con ạ. À, nên chúng mình phải nhớ trang phục phù hợp với thời tiết nhé. Các con thường được ăn những loại quả nào vào mùa hè? Dưới đây là một số loại quả chúng mình thường được ăn vào mùa hè đấy. Như quả dưa hấu, quả nhãn, quả vải, quả mít. Các loại quả này đều có vị ngọt và khi ăn sẽ bổ sung vitamin cho cơ thể, giúp cho chúng mình tăng cường sức đề kháng để tránh các dịch bệnh vào mùa hè đấy. Mùa hè, các con còn được ăn những món giải khát nào? Chúng mình cùng đón xem đây là những món gì nhé. À, những cốc kem thật là ngon và đẹp mắt phải không nào? Còn đây là những loại chè. Đây là nước ép của các loại hoa quả đấy. Và cuối cùng là các loại sinh tố cũng làm từ các loại hoa quả, giúp làm mát cơ thể và cũng tăng cường rất nhiều vitamin C. Khi mùa hè đến, con thường mặc trang phục như thế nào? Chúng mình cùng nhìn xem hai bạn nhỏ dưới đây mặc trang phục thế nào nhé. Hai bạn đều mặc trang phục áo ba lỗ và quần đùi hoặc quần lửng đấy. Còn hai bạn nhỏ này thì sao? Hai bạn nhỏ này mặc áo cộc tay và quần đùi. Các bạn gái có thể mặc váy hoặc chân váy đấy. Trông các bạn thật xinh đẹp phải không nào? Mùa hè, các bạn trai còn được diện những chiếc áo sơ mi với nhiều họa tiết và màu sắc khác nhau, giúp các bạn trở nên đẹp trai và lịch sự phải không nào? Mùa hè, trang phục của chúng mình thường được làm bằng chất liệu mỏng, mát, thấm hút mồ hôi, giúp cho chúng mình mặc thật là thoải mái vào mùa hè đấy. Trong bộ sưu tập trang phục mùa hè của chúng ta không thể thiếu được các loại dép. Mùa hè, chúng mình được đi dép lê và dép sỏ ngón với nhiều hình dạng và màu sắc thật là rực rỡ phải không nào? Vừa rồi, cô đã cùng các con tìm hiểu về mùa hè rồi đấy. Mùa hè có thời tiết nắng nóng, oi bức. Các con ở nhà hãy ăn thật nhiều hoa quả và các đồ giải khát để làm mát cơ thể, cũng như mặc các trang phục phù hợp với thời tiết mùa hè. Bây giờ, cô sẽ cùng các con đến với trò chơi Ai thông minh nhất. Trò chơi Ai thông minh nhất sẽ được chơi như sau. Cô sẽ lần lượt đưa ra câu hỏi và các câu trả lời. Nhiệm vụ của các con là chọn một trong những đáp án đó, đáp án nào là đáp án đúng nhé. Chúng mình đã sẵn sàng chơi chưa nào? Câu hỏi số 1. Thời tiết của mùa hè như thế nào? Có 3 đáp án để chúng mình lựa chọn. Đáp án đầu tiên: mặt mếu, nắng nóng, oi bức. Đáp án thứ 2: mặt người, mưa, sấm chớp. Đáp án thứ 3: mặt cười. Cả hai đáp án trên. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án cả hai đáp án trên. Xin chúc mừng. Câu hỏi số 2. Mùa hè, các con nên ăn các loại thực phẩm nào? Có 3 đáp án để chúng mình lựa chọn. Đáp án số nhất: hình tam giác màu xanh, kẹo. Đáp án thứ 2: hình chữ nhật màu đỏ, hoa quả, nước ép trái cây, kem, chè, sinh tố. Và đáp án thứ 3: hình tròn màu vàng, bánh ngọt. 5 giây cho chúng mình suy nghĩ, bắt đầu. Đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án hoa quả, nước ép trái cây, kem, chè và sinh tố. Xin chúc mừng các con. Mùa hè, các con nên ăn các loại thực phẩm sau: kem, chè, sinh tố, nước ép trái cây,
để cung cấp vitamin C, giúp cơ thể của chúng mình tăng cường sức đề kháng, tránh được các bệnh về mùa hè đấy. Câu hỏi số 3. Các con hãy chọn trang phục phù hợp với mùa hè. Có hai đáp án để chúng mình lựa chọn. Đáp án thứ nhất, mặt cười màu đỏ. Em bé mặc áo phông, cộc tay kết hợp với quần đùi. Phương án thứ hai, mặt miếu màu xanh. Em bé mặc bộ quần áo dài. Và 5 giây bắt đầu. Và đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án mặt cười màu đỏ. Giờ học ngày hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Cô hy vọng rằng sau giờ học ngày hôm nay, chúng mình sẽ hiểu biết hơn về mùa hè. Và ở nhà, chúng mình phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để luôn có cơ thể khỏe mạnh nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các con.